Năm 2000, chị Phạm Thị Thơm phát hiện mình bị nhiễm HIV. Cũng bởi căn bệnh thế kỷ này, 2 năm sau, chồng chị qua đời trong sự ghẻ lạnh của bà con láng giềng. Chị đã rơi vào bế tắc đến mức muốn tự tử. Ý chí kiên cường ẩn trong thân hình gầy guộc đã dẫn lối chị bước vào hành trình tìm lại sự sống. Cái thời điểm đấy thì người ta kỳ thị vô cùng luôn. Để kinh tế nó không có, nó rất là vất vả. Một thời thơ sơ ôm đi, nó phải tự mình đi mần mò lấy, mà tìm lấy thuốc để mà uống. Các cơ sở y tế và chương trình phòng chống HIV/AIDS quốc gia đều nhận thấy rằng chỉ cần tuân thủ điều trị, tải lượng virus của người nhiễm HIV có thể giảm về dưới ngưỡng ức chế, sức khỏe được cải thiện và giảm thiểu khả năng lây truyền virus HIV cho người khác. Đến nay chúng tôi có gần 4.000 bệnh nhân hiện đang sử dụng thuốc kháng virus. Tính đến thời điểm này thì chúng tôi chưa từng phải hủy một cái viên thuốc cận hạn nào cả. Trong cái quá trình làm việc thì thấy là đều đặn, tức là đảm bảo được là cái số lượng bệnh nhân có tăng bao nhiêu thì cái lượng thuốc vẫn cũng đảm bảo được cho bệnh nhân. Nhờ có hệ thống mua sắm và cung ứng thuốc được vận hành hiệu quả dưới sự hỗ trợ của dự án chuỗi cung ứng y tế toàn cầu quản lý mua sắm và cung ứng GHSC-PSM do cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ, thông qua kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống HIV/AIDS PEPFAR, các cơ sở điều trị trên khắp Việt Nam đã được nhận thuốc kháng virus ARV kịp thời, không còn tình trạng thiếu thuốc hay thuốc cận hạn. Chất lượng cuộc sống của người nhiễm HIV nhờ đó sẽ được nâng cao. Hiện nay thì chúng tôi thực hiện điều phối thuốc ARV của nguồn PEPFAR thì ở 63 tỉnh và thành phố. Ngoài ra thì còn hỗ trợ cho quốc gia những cái phác đồ mà nguồn ngân sách nhà nước không cấp ở các tỉnh thành phố khác, cũng như là cho bảo hiểm y tế đối với các phác đồ mà bảo hiểm y tế không cung cấp. Trong vòng 4 năm qua, dự án GHSC-PSM do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ đã giúp đảm bảo việc mua sắm và cung ứng 14 loại thuốc ARV cho người lớn và trẻ em. Đến năm 2020, dự án thông qua hỗ trợ của PEPFAR đã giúp cho hơn 6.600 người sống chung với HIV được điều trị dự phòng. Số lượng bệnh nhân dùng ARV năm 2016, 50.631 người, năm 2017, 53.404 người, năm 2018, 47.863 người, năm 2019, 37.825 người. Đến tháng 6 năm 2020, 9.982 người dùng TLD. Số khách hàng dùng PrEP năm 2019, 5.096 người. Đến tháng 6 năm 2020, 6.956 người. Số người được cấp methadone từ năm 2016 đến 2018, 15.000 người. Từ năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, 7.500 người. Cho cộng đồng, đó là cái hạn chế cái sự lây nhiễm. Thế còn đối với bệnh nhân, thuốc ARV đã đem lại cái sức khỏe. Nó giảm cái tỷ lệ tử vong một cách đáng kể. Theo sát mục tiêu điều trị 90-90-95 của Liên Hợp Quốc, đến năm 2020, Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Theo báo cáo của Cục Phòng chống HIV/AIDS trong năm 2019, có 72% bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV được làm xét nghiệm đo tải lượng virus, trong đó 96% người bệnh có kết quả tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế, dưới 1.000 bản sao trên ml máu và gần 95% có tải lượng HIV dưới ngưỡng phát hiện, dưới 200 bản sao trên ml máu. Để có được kết quả này, việc đảm bảo cung ứng thuốc ARV đúng, đủ và kịp thời là mấu chốt quan trọng nhất. Hiện nay, hỗ trợ từ PEPFAR và dự án GHSC-PSM thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ chuẩn bị kết thúc. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã có thể mua sắm và cung ứng thuốc ARV đầy đủ cho người nhiễm HIV theo nhu cầu và được chi trả hoàn toàn bằng bảo hiểm y tế. Từ năm 2016, dự án GHSC-PSM đã giúp Việt Nam xây dựng năng lực cho chuỗi cung ứng và củng cố việc mua sắm và cung ứng thuốc ARV qua sự hợp tác chặt chẽ với Cục Phòng chống HIV/AIDS, VAAC, Trung tâm Mua sắm Thuốc Tập trung Quốc gia, NCDPC và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, VSS. Với cái mục tiêu là tìm cái nguồn lực tài chính một cách bền vững để có thể thường xuyên đáp ứng đủ cái nhu cầu sử dụng thuốc ARV của người bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định sử dụng nguồn chi trả từ quỹ bảo hiểm y tế để bao phủ nốt phần còn lại, tức là thuốc ARV cho người bệnh bảo hiểm y tế. Hiện tại thì có cỡ khoảng độ
gần 87.000 người, khoảng hơn 2/3 số người nhiễm HIV đã được sử dụng thuốc ARV từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế. Dự án còn đồng hành với Cục Phòng chống HIV/AIDS và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc cải thiện hệ thống quản lý thông tin điện tử ELMIS, cụ thể là việc phát triển và triển khai những phần mềm và công cụ mới trong việc quản lý cung ứng và sử dụng thuốc nguồn bảo hiểm y tế, trong đó có thuốc ARV. Ngoài ra, dự án GHSC-PSM đã hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang phác đồ điều trị mới TLD, vốn là phác đồ tối ưu và là ưu tiên hàng đầu theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, đồng thời tăng số lượng bệnh nhân được cấp phát thuốc nhiều tháng. Dự án cũng đã lên kế hoạch mua sắm và đăng ký giấy phép lưu hành thuốc TLD tại Việt Nam, cũng như đưa TLD vào danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả. Dự án đã hỗ trợ Cục Phòng chống HIV/AIDS và các cơ sở điều trị HIV/AIDS mở rộng việc cấp phát thuốc nhiều tháng thông qua việc tính toán lượng tồn kho cần thiết, góp phần giảm tải cho hệ thống y tế và giảm gánh nặng tài chính cho bệnh nhân vì các chi phí đi lại. Cấp thuốc hàng tháng tạo điều kiện thuận lợi cho rất nhiều cho bệnh nhân trong cái việc tạo công ăn việc làm để sinh sống. Thứ hai nữa, giảm bớt được cái áp lực cho các cán bộ y tế. Trong quá trình đó, dự án GHSC-PSM đóng vai trò không thể thiếu trong việc kết nối tất cả các đơn vị liên quan, kiến tạo nên một nền tảng vững chắc cho việc lập kế hoạch, mua sắm và phân phối thuốc ARV để bệnh nhân HIV, những người hưởng lợi cuối cùng, được đảm bảo việc điều trị và chăm sóc liên tục. Dự án PSM về cung ứng thuốc toàn cầu thì có thể nói rằng là đã vào cuộc một cách rất là phù hợp, giúp cho chúng tôi lên được một cái kế hoạch tổng thể cho tất cả các chương trình và giúp cho Cục Phòng chống HIV/AIDS điều phối các cái nguồn viện trợ được tốt hơn trong cái bối cảnh từ trung ương đến địa phương, từ Cục Phòng chống HIV/AIDS đến trung tâm phòng chống AIDS các tỉnh thành phố đang còn thiếu nguồn lực như hiện nay, thì đây cũng là một cái đóng góp rất lớn đối với chương trình điều phối thuốc ARV ở tại Việt Nam. PSM has strengthened the national supply chain systems. Specifically, they work with the Vietnam Social Security, the VSS staff to build their capacity for HIV drug management and also enhance their electronic systems for HIV drug management. They've also worked with the VAC to develop national documentation. They've also worked with the staff at the health facilities to do quantification of ARVs and build their capacity to be able to do that. And they've also worked with VAC's HIV system to be able to do national HIV reporting and drug management. So all of this tremendous work has built the ARV supply chain foundation in Vietnam. And USAID is very proud to have supported the system and to allow this transition to happen for the drug management system from donors to the national leadership. Thank you. Hành trình 4 năm của dự án chuỗi cung ứng y tế toàn cầu, quản lý mua sắm và cung ứng GHSC-PSM thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đã góp phần xây nên con đường ngắn nhất, nhanh nhất, dễ dàng nhất để viên thuốc ARV đến đích cuối cùng, bệnh nhân HIV.